Có phải mì không? Ừ. Để mì hấp dẫn ha. Đây, khoai mì ở đây ngon. Ừ, lấy mấy miếng khoai mì nữa. Đây, nhân vật này rất là thông minh. Phải thăm, ăn không thấy được âm đợi. Để đó, mở tủ lạnh. Hello. Cười. Đâu được khoai mì đâu. Cười. Làm đẹp quá ta, làm đẹp quá. Cái nó nằm cái chân đó nè. Cái chân đạp đó. Con chó. Tới nhà ai? Vậy hả? Sáng ra đi vậy hả? Ở không quá hè. Đi không vậy thôi về. Ở đây đó. À. Nó cứ ở vậy, nó quen rồi, giờ vợ chồng cũng ở đó. Nhiều quá, hai củ luôn. Thôi thêm đi, mình đâu có nấu, ăn luôn trong đó. Ê, không lấy cái thuốc đó. Thấy củ ngắn không?